Sách Phúc Âm Matthieu Đoạn 12 Lúc ấy vào ngày sa bát Đức Chúa Giêsu đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Các môn đồ ngài đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. Những người pha ri si thấy vậy, nói với ngài, Xem kìa, các môn đồ thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa bát Nhưng ngài đáp, các người chưa đọc về việc David đã làm khi người cùng những người đi theo bị đói sao người đã vào nhà đức chúa trời ăn bánh cung hiến loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng vào ngày sa bát các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày sa bát mà vẫn không mắc tội đó sao nhưng ta nói với các ngươi tại đây có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thì các ngươi đã không lên án người vô tội, vì con người là Chúa của ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-su rời nơi đó đi vào nhà hội. Tại đó, có người teo một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng, trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Họ hỏi thế để có thể tố cáo Ngài. Ngài phán với họ, Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày sa bát mà lại không kéo nó lên sao? Huống chi con người còn quý hơn chiên biết chừng nào. Vậy, trong ngày sa bát được phép làm điều lành. Rồi Ngài phán với người teo tay, hãy dơ tay ra. Người ấy dơ tay ra, thì tay được lành như tay kia những người Pharisi đi ra bàn mưu chống ngài và tìm cách giết ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều ấy nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo ngài và ngài chữa lành tất cả. Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết ngài. Như vậy, để lời nhà tiên tri Esai đã nói được ứng nghiệm. Này là đầy tớ ta đã chọn, người mà ta yêu quý đẹp lòng ta hoàn toàn ta sẽ ban thánh linh ta ngự trên người người sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại người sẽ không cãi vã chẳng gào la không ai nghe tiếng người ngoài phố người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập không tắt ngọn đèn gần tàn cho đến chừng người đưa công lý đến chiến thắng và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh người bấy giờ người ta đem đến cho đức Chúa Giêsu một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc nói rằng phải chăng người này là con vua David? Nhưng khi nghe vậy, những người pha ri si lại bảo người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Bên-xê-bun. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ. Một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan đuổi Satan, ấy là tự nó chia rẽ, vương quốc nó làm sao đứng vững được? Nếu ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ, thế thì con cái các người nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các người còn nếu ta nhờ thánh linh của đức chúa trời mà đuổi quỷ thì vương quốc đức chúa trời đã đến với các ngươi rồi hay là làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được ai không ở với ta là chống lại ta ai không liên kết với ta thì tan tác vì vậy Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Đức Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc vì xem quả thì biết cây hỡi dòng dõi rắn độc kia các ngươi vốn là xấu làm sao nói được điều tốt vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác nhưng ta bảo các ngươi trong ngày phán xét Người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói Vì bởi lời nói Ngươi sẽ được xưng công chính Cũng bởi lời nói Ngươi sẽ bị định tội Bây giờ có mấy thầy thông giáo Và người Pharishi nói với Ngài rằng Thưa Thầy Chúng tôi muốn xem Thầy là một dấu lạ Ngài đáp Thế hệ gian ác dâm loạn này Tìm kiếm một dấu lạ Nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào ngoài dấu lạ của nhà tiên tri yona vì như yona ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm cũng vậy con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm trong ngày phán xét người ninive sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này và kết án nó vì dân ấy đã nghe lời rao giảng của yona và ăn năn nhưng tại đây có một người còn cao trọng hơn yona trong ngày phán xét nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua salomon nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn salomon khi uế linh ra khỏi một người nó đi qua những nơi khô cằn tìm chỗ nghỉ nhưng không tìm được rồi nó nói ta sẽ trở về nhà ta Nơi ta vừa ra khỏi, khi về đến thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu còn đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em ngài đến đứng ở ngoài và tìm cách nói chuyện với ngài có người thưa với ngài rằng kìa mẹ và các anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn nói chuyện với thầy ngài đáp ai là mẹ ta ai là anh em ta rồi ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói đây là mẹ ta và anh em ta vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời người ấy là anh em chị em và là mẹ ta vậy. Sách thứ nhất của Samuel Chương 21 David ở tại Nóp và Gát David đến thành Nóp, gặp thầy tế lễ Ahimelech. Thầy tế lễ ra đón David, run sợ và hỏi Sao ông đi một mình mà không có ai đi cùng vậy? David trả lời với thầy tế lễ Ahimelech vua có sai tôi một việc và dặn rằng đừng cho ai biết gì cả về việc ta sai ngươi làm cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi tôi đã hẹn gặp các thuộc hạ ở chỗ kia rồi bây giờ ông có gì ăn không xin cho tôi năm ổ bánh hay là thức gì ông có thể tìm được thầy tế lễ nói với david tôi không có sẵn bánh thường chỉ có bánh thánh mà thôi miễn là các thuộc hạ của ông giữ mình không đến gần đàn bà david trả lời với thầy tế lễ đã vài ba ngày rồi, từ khi tôi ra đi, chúng tôi không gần một người nữ nào hết. Ngay trong chuyến đi thông thường, các thuộc hạ tôi cũng giữ thân thể thanh sạch, huống chi hôm nay họ lại không giữ mình thanh sạch hơn sao. Rồi thầy tế lễ trao bánh thánh cho ông, vì ở đó không có bánh gì khác ngoài bánh cung yến, đã được đặt trước mặt Đức hô Va mà người ta lấy đi để đặt bánh mới vào trong ngày thay bánh. Cũng trong ngày ấy, có một trong các đầy tớ của Saul ở đó bị cầm giữ tại trước mặt Đức Rêu Va, hắn tên là Doe, người Edom, đứng đầu các người chăn chiên của Saul. David hỏi Ahimelech, ở đây ông có sẵn một cây giáo hay là một thanh gươm nào không? Tôi đã không đem theo gươm hay là vũ khí gì vì lệnh vua quá khẩn cấp. Thầy Tế Lễ nói, đây có thanh gươm của Goliath người Philippines mà ông đã giết trong thung lũng Ela. Nó được bọc trong một miếng vải để phía sau Ephod. Nếu ông muốn thì hãy lấy đi, vì ở đây không có gươm nào khác. David nói, chẳng có gươm nào bằng. Ông đưa gươm đó cho tôi. David trốn đến gác. Trong ngày đó, David lên đường trốn khỏi sau lơ. Ông đến gặp Akik, vua thành gác. Triều thần của Akik hỏi, người này chẳng phải là David, vua cổ xưa ấy sao? Chẳng phải người ta đã hát mừng người này trong lúc nhảy múa rằng Sau lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn sao? David suy nghĩ về những lời này và rất sợ a kích vua thành gát. Ông giả điên trước mặt chúng, làm bộ dại khờ giữa họ. Ông vẽ nguệch ngoạc trên cửa cổng và để nước miếng chảy xuống dâu. A kích nói với bảy tôi mình, kìa, các ngươi thấy hắn điên khùng. Tại sao các ngươi còn dẫn hắn đến cho ta? Ta có cần người điên đâu, mà các ngươi dẫn tên này đến để nó bày trò điên khùng trước mặt ta? Một người như thế làm sao vào cung của ta được? Thi thiên 34 Ca ngợi Đức Giê-hô-va đã chăm sóc và giải cứu mình. Thi thiên của Đa-vít sáng tác khi ông giả điên trước mặt Abimelech và bị đuổi đi. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Người nào ngưỡng chung Chúa thì được chiếu sáng, họ chẳng bao giờ bị thẹn mặt. Kẻ khốn cùng nầy kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời, Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm thử và nhận biết Đức giê va tốt đẹp dường bao. Phước cho người nào nương nóng mình nơi ngài. Hỡi các thánh của Đức giê va hãy kính sợ ngài. Vì người nào kính sợ ngài, chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát. Nhưng người nào tìm cầu Đức giê va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. Hỡi các con hãy lắng nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ham thích sự sống và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành? Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời xảo quyệt. Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính. Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ nhưng mặt Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ác để xóa sạch kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất. Người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công chính gặp nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người. Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy, không để một cái nào bị gãy. Điều giữ sẽ giết kẻ ác, còn những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va cứu chuộc linh hồn của đầy tớ Ngài. Tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội. Thi Thiên 56 cầu xin Chúa giải cứu mình và cảm tạ Ngài. Thi thiên của David sáng tác khi dân Philippines bắt ông trong thành gác cho nhạc trưởng theo điệu bồ câu viễn xứ. Đức Chúa Trời ôi xin thương xót con vì người ta muốn ăn tươi nuốt sống con. Hằng ngày chúng tấn công con và áp bức con. Kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống con mỗi ngày lạy đấng trí cao những kẻ tấn công con nhiều quá trong ngày sợ hãi con sẽ đặt chọn niềm tin nơi ngài con nhờ đức chúa trời và ca ngợi lời ngài con đặt chọn niềm tin nơi đức chúa trời nên chẳng sợ hãi người phàm sẽ làm gì được con hằng ngày chúng bắt bẻ từng lời con nói chúng luôn luôn toan tính để hại con chúng họp nhau lại rình rập theo dõi từng bước chân của con vì chúng muốn hại mạng sống con chúng gian ác như thế mà được thoát khỏi hình phạt sao lạy đức chúa trời xin nổi giận mà đánh đổ các dân chúa đếm từng bước lưu lạc của con xin chúa đựng nước mắt con trong ve của chúa nước mắt con không được ghi vào sổ chúa sao ngày nào con kêu cầu các kẻ thù của con sẽ thối lui con biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực con. Con tin cậy Đức Chúa Trời và ngợi ca lời Ngài. Con tin cậy Đức Chúa Va và ngợi ca lời Ngài. Con đặt chọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên không sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con? Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài. Con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên Chúa vì Chúa đã giải cứu con khỏi chết và giữ chân con khỏi vấp ngã để con đi trước mặt đức chúa trời trong ánh sáng của sự sống